Mình chào bà con, mình hết bà con ơi. Thì hôm nay mình chia sẻ bà con một cách nuôi con chuồn gắn, nuôi chuồn gắn hổ hành con, mình bắt hổ hành con nha bà con. Đây gà tổng. Cái lực nó còn đau hoài vì khó khăn trời, làm ngày qua làm không nổi. Đây là cái vách tường này nghe bà con, vách tường, vách tường đi. Thì bà con xây cách ra khoảng tầm 3 tấc hay hoặc 5 tấc. Nó phải xây như vậy đây. Cho nó hở ra vậy đó. Bà con nên nhớ nha, cho nó hở ra 3 tấc đây đây. Cho nó hở vách tường ra 3 tấc vậy đây. Cao lên. Nói gì nó nghe bà con. Rồi mình giải thích bà con sao ha. Ví dụ như mình lấy cái thằng cục này đây. Cho nó cao lên vậy đi. Thì bà con xây lên 6 cục. Bà con nên nhớ xây lên 6 cục, nó 6 tấc. Tại gạch này gạch nhỏ nha bà con. Thì con gắn hổ hành con mình á, mình nuôi cái bố mẹ thì nó bò ra bò vô ngoài cái gõng này nè ha. Cái gõng này nè, nó bò vẫn bình thường nha bà con. Con gắn bố mẹ nó xuống đây thì nó vẫn bò vô chuồng bình thường. Sau này con gắn con nó nở rồi đó. Nên nó nở rồi đó thì nó nở rồi nó bò đi ăn á, là nó bò ra ngoài cái gõng ngoài này nè, nó có ngoài cái gõng ngoài cái tường ngoài mình này nè, là nó bò ra đây. Con gắn con nó bò ra ngoài này nè, nó bò ra ngoài này là nó không có trèo lại trở lại được nha bà con, nó không có trèo trở lại được. Thì bà con bắt gắn con nó ra ngoài này thôi, gắn con nó ra ngoài này nè, bà con cứ việc bắt, bà con khỏi rình khỏi bắt trong chuồng trong này. Mình nói vậy bà con nghe kịp không? Con gắn con tự nó đi ăn thì nó bò ra ngoài này, nó rớt xuống ở đây, nó rớt nó nằm ở đây. Thì bà con xây là coi như là xung quanh cái chuồng này. Đó, bà con xây xung quanh cái chuồng luôn. Tới cái thành này luôn. Cái gì đó. Ngoài này cái gõng này là trước mình là cá bán bò nha bà con. Bà con nên nhớ mình xây từ ở dưới đó nha, từ dưới đó lên tới trên này luôn. Xung quanh cái chuồng. Hay là bà con xây 3 vách, 2 vách cũng được. 3 vách. 3 vách cũng được mà 2 vách thì gắn con mình bắt nó lâu lắm. Nó tại vì con gắn nó ra cái chuồng thì nó ra 4 vách đó. Thì bà con nên xây từ đằng này nè. Từ đằng này. Bà con thấy kỹ không? Từ đằng này bà con xây dài lại luôn. Xây dài lại tới đằng đó. Mình giải thích chỉ bà con biết, bà con hiểu nổi không, nó chết được chứ. Đây là bà con xây lên 6 cục dài ra nó gì đó,
con thấy chưa, xây cặp cái vách tường, xây dài đoạn này đụng tới đằng đẵng luôn, xây lên bề cao 6 cột, đằng này cũng vẫn vậy, xây dài nữa đó đụng lên trên này luôn, bà con nên nhớ nghe, xây lên 6 cột gạch, bà con tô cho nó láng lại nghe, bà con tô cái mặt này cho nó láng lại. Ví dụ như mình trồng lên vậy nè, mình trồng lên gì thì mình tô cái mặt này nè cho nó bóng nha bà con, cái mặt này bà con tô phải cho nó bóng ha. Tô cho nó bóng lên, đặng con gắn con nó rớt xuống đây rồi nó không có trèo lại được nha bà con. Bà con nhớ nghe, 6 cục là 6 tắc đó, 6 tục có thể là 6 tắc. Ba cái bả mình để trong này nè, mình nuôi con gắn lớn nè ha. Con gắn con nó ăn nó trèo ra nó rớt ngoài này thì bà con cứ việc lượm con gắn con nó ra ngoài này nó ở thôi, chứ nó không bây giờ nó vô chỗ vô được nha. Nó mình nói vậy bà con hiểu rõ chứ không biết. Bà con cái việc xây vòng tròn, bỏ ra 3 tắc, bỏ ra 3 tắc là được rồi. Đó, bà con xây bọc theo gì luôn. Cũng như cái cây này mình để ví dụ luôn, kéo tới hoài xây hoài vậy đó. Mình nói với bà con hiểu không, xây hoài xây chừng nào đụng tới đằng đẵng, đụng tới đằng gần tới đằng đẵng đó thì cái góc đằng này cũng vẫn vậy nè. Đó, cái góc này cũng vẫn vậy thì cái việc xây gần tới đụng tường bỏ ra 3 tắc thì bà con cái việc xây vòng là hết, nhìn vòng hết trơn, bỏ ra 3 tắc tay, bề cao lên 6 tắc. Cũng như cái học này đi, ví dụ cái học này nè thì cái bả mình để trong này gắn con tới ngày khoảng chừng 6 tháng rưỡi 7 tháng thì theo gắn lớn gắn nhỏ, đẻ sớm đến muộn thôi, thì nó đẻ nó nở tự anh con gắn con nó chèo nó kiếm đi ăn thì nó ra cái học này, nó rớt xuống cái học này nè đó. Nó ra cái học này nó rớt xuống ngoài này thì bà con lụm thôi, nó rất là dễ, khỏi cần bà con canh bắt đó. Mình giải thích gì bà con nghe kịp chưa, bà con cứ việc xây chân quanh bỏ ra 3 tấc tay cũng như mấy cục gạch mình để đó, xây lên 6 tấc 6 cột mà bà con phải tô láng, tô láng những cái tường gì nè đó, tô láng những cái tường gì đây thì con gắn con nó trèo ra nó ăn thì nó không bao giờ nó rớt nghe bà con, không bao giờ nó tuột xuống đây rồi thì là nó không bao giờ nó trèo trở vô lại, nó rớt xuống đó nè, nó tuột xuống đó rồi đâu mà là nó không bao giờ là nó trở lại. Bà con cứ việc lụm thoải mái, bắt gắn con rất là dễ. Rồi mình sẽ làm clip theo đặng mà mình chia sẻ bà con á cách nuôi, cách làm cái chuồng. Thì từ cái chuồng này thì không có ai biết được cái chuồng này đâu, tại cái chuồng này mình chưa có chỉ ai hết trơn á, cả đệ tử mình cũng chưa chỉ luôn nữa, chưa chỉ đứa em nào cả hết trơn á. Thì mình sẽ chia sẻ cái phần cái chuồng đó, cho phần chuồng đó là chuồng cuối cùng mình sẽ chỉ cho bà con, mình chỉ hết đàng hoàng chân, mình sẽ chỉ cái chuồng cho gắn đẻ như thế nào nó nở đạt đó, mình sẽ chỉ cái phần cái chuồng đó. Nhưng mà mình chỉ khoảng tới tháng 6 mình đi không có ở nhà, mà còn tháng 6 mình đi, có thể tháng 9 tháng 10 mình có về nhà đó, mình đi bên Cam mình không có ở nhà đâu, tháng 9 tháng 10 mình mới về, từ tháng 9 tháng 10 mình mới về, cho nên mình chỉ đây tới lúc tháng 6 là mình chỉ hơi hoàn thành hết, đâu đó đàng hoàng hết trơn rồi mình đi, rồi sau này mình trả lời mình sẽ chia sẻ bà con những cái này cái nọ nữa. Bà con nên nhớ nó là gì đó, nó xây bỏ ra 3 tắc, bề cao lên 6 cục, bề cao lên 6 cục. Mình nói bằng miệng bà con nên nhớ để ý giùm mình cái đó, xây lên 6 cục và là 6 tắc đó, vậy lên là 6 5 cục ha, 6 cục như nè nó. Thì con gắn mình nó gắn con mình rớt xuống đây thì nó không bao giờ nó bò chỗ vô lại nha con nhớ nè, 6 cục thấy không đó. tô cho nó bóng lại, tô như gì, tô mặt ngoài này cho nó bóng lên đó, thì nó giữ lại con gắn con cho mình bắt thôi. Xây vòng tròn, bà con xây vòng tròn bả bà con để chính giữa, bà con nên nhớ đó là bà con bắt gắn con. Rồi sau này mình sẽ chia sẻ bà con cái phần khác nữa.
cái phần cái chuồng nó đẻ thế nào mà nó tạo con gắn con cho bà con mua, bà con nuôi luôn á, khỏi mua gắn giống á, tự nó tạo gắn con cho bà con thôi. Thôi mình tạm ngưng đi bà con ơi, rồi có gì mình làm tiếp khác sau nha.